Chào Thắm, bây giờ anh sẽ hỗ trợ em và team của mình chỉnh sửa cái trang web Hoàng Piano lại theo hai tiêu chí, đó là danh mục sản phẩm là sẽ lấy hết ở bên Việt Hương qua, trừ cái amplifier effect với cái phòng thu. Các danh mục của mình show ra sẽ đầy đủ trọn bộ như thế này. Nhưng hiện tại chúng ta sẽ làm trước 500 sản phẩm, là lấy tất cả những cái sản phẩm piano trong cái trang web này mình up lên trước, thay đổi hình ảnh đồ chuẩn SEO, lật ngược hình ảnh người ta để ở cái chiều này thì em đổi lại cái chiều khác và ảnh ra đúng tỷ lệ như đã mình đã nói, và content cũng đảo câu chữ lại vào rồi. Bây giờ là cái trang này xem qua là anh là cần danh mục đầy đủ của nó. Rồi cái phần Zalo anh thấy cái tính năng này của nó hay, anh sẽ dùng cho trang web của Hoàng Piano. Đó, học hỏi ở bên này. Rồi phần bên dưới, ngoài ra anh thấy có chính sách mua trả góp thì anh thấy cái này được. Cái này được. Mua trả góp. Rồi, còn lại trang web này là mình cho qua nha em. Nói đến giao diện thiết kế của trang web Hoàng Piano sắp tới sẽ như form của cái trang web này. Tông màu chủ đạo, màu nền là màu đen. Màu logo thì anh logo cái hình, cái vương miện màu vàng. Anh đã nói em là tăng độ nét lên thì em đặt nó vị trí này cho anh. Không có cần viết chữ gì ra chỗ này dính vô logo cả, chỉ một cái icon. Tông màu thì sử dụng như màu cái website này, là có màu đen, màu xám, màu đỏ. Màu đỏ dành cho những sản phẩm đang giảm giá. Cái màu nội dung rồi cái phông chữ nó là được duyệt. Nói về cái banner thì bên anh hiện tại chưa có nhu cầu làm banner. Anh sẽ làm video thay cho cái banner. Thì video em chỉ cần đặt cái video YouTube như cái video này. Anh cần đặt cái video này làm cho banner, là khi khách vào, khách thấy nguyên một màn hình full screen là cái video, cái YouTube khách thích thì khách nhấn vào xem. Vậy đó, là anh giới thiệu bằng thông qua video, một cái video lớn đặt trên màn hình. Tính năng của trang web này nó có phần đang giảm giá bán chạy, thì anh thấy cái phần này là không cần thiết đối với bên anh cho qua. Nói đến về danh mục của trang web á, thì như đã nói là làm giống bên Việt Thương, sẽ có đàn piano, đàn organ gì đó, không có cần phải show up ra những cái trang nhỏ này giới thiệu tin tức hệ thống cửa hàng tìm kiếm tài khoản gì đó, nó rườm rà, chỉ một menu tất cả sản phẩm. Đang giảm giá bỏ ha, bỏ cái phần này ha. Rồi anh nhìn vô cái này thì anh thấy nó có ba cái banner hình ảnh, thì bên này sẽ cho phép anh thiết kế ba cái hình ảnh này để hướng đến một cái nội dung nào đó mà anh muốn. Có thể như anh hướng đến Facebook, anh hướng đến đường link của một bài viết gì đó, hoặc là anh hướng đến một danh mục sản phẩm nào đó trong website này. Thí dụ như cái này, cái hình này anh ghi là đàn piano giá rẻ. Ở đây là đàn piano mới nhất 2021, đàn organ giá tốt gì đó. Thì cái này là tự anh thiết kế cái hình, anh ghi chữ lên rồi hướng vô cái đó là nó sẽ vô cái bộ sưu tập chính của sản phẩm. Giống như ở đây người ta có trang sản phẩm nổi bật thì nó ghi là ở đây chỉ có bốn bộ sưu tập thôi, còn anh sẽ ghi thêm cái phần hình ảnh cho bộ sưu tập nữa. Nghĩa là video bỏ phần này đi, rồi tới cái phần hình ảnh này, rồi tới sản phẩm nổi bật là những cái sản phẩm show ra ở đây và những cái danh mục bộ sưu tập của nó. Thì ba cái hình này nó cũng tượng trưng cho bộ hình ảnh bộ sưu tập thôi chứ không là gì. Thì đặt như vị trí vậy thì nó cũng không có đẹp cho lắm, nên anh muốn là cái sản phẩm nổi bật nguyên cái cụm này em hốt nó lên trên luôn, là từ cái video xuống xong rồi tới sản phẩm nổi bật ha, rồi xong rồi tới ba tấm hình này,
ba tấm hình hướng khách thêm một lần nữa đến cái bộ sưu tập gì đó, nên cái hình này là để hình câu view để hướng đến bộ sưu tập giới thiệu người ta, nên nó sẽ đặt ở phía bên dưới của sản phẩm nổi bật. Còn kho ảnh và video thì anh không cần dùng, tin tức nổi bật anh cũng không cần dùng trên trang web này, anh chỉ muốn show sản phẩm, không muốn show kho hình ảnh và video. Thế nên cái trang web nó sẽ còn rất rộng, khoảng 4 hàng danh mục sản phẩm nữa, thì em cố gắng show ra sản phẩm nổi bật thành 4 hàng cho anh, thêm 4 hàng sản phẩm nữa để khách có nhiều lựa chọn coi cho nó dễ. Phần bên dưới là ba cái hình ảnh, sau đó rồi tới cái phần miễn phí, chính sách và miễn phí vận chuyển, thanh toán đảm bảo, đổi trả gì đó. Thì ở này nó là ba cái câu lệnh, thì ba câu lệnh đó nó sẽ có thể là hướng vô cái hình ảnh, nó tượng trưng cho cái phần mà chương miễn phí vận chuyển ha. Nó hướng vô kiểu này nè, giống như là chính sách vận chuyển hay là thanh toán đảm bảo, thì nó sẽ hướng vô chính sách gì đó. Nó sẽ là bốn cái trang mà nó cũng sẽ liên kết đến cái phần phần này, nghĩa là nó liên quan đến bốn cái thông tin mà khách hàng cần tìm để mua hàng trên website, thì mình sẽ làm cái đường link show ra để hướng tới cái này thêm lần nữa cho khách gì đó. Thì bốn cái này em cứ ghi câu và chữ lại đi, rồi anh chọn cái link nào trong cái phần này vô thì anh chọn. Rồi bên dưới footer của nó là tất cả những cái danh mục thương hiệu của nó. Khi nhấn vào thương hiệu thì sẽ ra cái bài quảng cáo về thương hiệu và những cái sản phẩm của thương hiệu đó thì cũng được. Nhưng mà cái này á, nó làm nó bị đứng, nên em phải làm cho anh cái hiệu ứng là chạy. Nghĩa là cái thương hiệu chỗ này em dùng JavaScript hay là em dùng GVL gì đó, em làm cho mấy cái thương hiệu nó có cái dấu mũi tên qua lại để khách nó trượt, nó coi mấy cái thương hiệu nó bấm cái nó vô luôn, hiểu không? Đó. Rồi bây giờ rồi bên dưới footer, bên dưới footer thì nó chia làm 4 hàng hả? Coi trang web cũ cái. Không, trang web cũ anh để một cái video này em thấy không? Nhưng mà cái thiết kế này nó dở nên anh không thích. Anh thì chỉ cần chia làm 3 hàng thôi. Hàng thứ nhất cũng là ghi là cửa hàng Hoàng Pino, rồi địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ ha. Khỏi cái bộ công thương này đi, bởi vì anh làm cái web này là nó đã liên kết sẵn rồi, bỏ cái đánh dấu này đi ha. Rồi tới phần mà liên kết nhanh á, cái phần này nó thuộc về giới thiệu. Này không phải thuộc về liên kết nhanh mà đổi nó cho anh thành chữ giới thiệu. Rồi tiếp theo cái dòng này là giới thiệu, thì em ghi là về chúng tôi, chính sách đổi hàng, chính sách bán hàng, chính sách bảo mật, điều khoản dịch vụ gì đó, thì cách thức mua hàng hay gì đó, nó sẽ có cái đường link để liên quan đến cái này đó. Còn giờ mở cửa, giờ hoạt động thì không cần thiết, khỏi là chia tách ra đều làm ba cho anh. Bên này á, thì em ghi là mạng xã hội hay là social, mạng xã hội ba chữ thì nó cũng cân đối, ghi cho anh mạng xã hội. Sau đó là để mấy cái icon cho anh cần mấy cái icon. Anh sẽ cần mấy cái icon cho nó đẹp. Thì cái mấy icon ở đây có thể em làm cho nó làm nó có hiệu ứng giống vậy. Facebook, Instagram, YouTube và Google Business. Anh coi trang web này của anh coi. Trang web này sau này anh sẽ làm lại. Thì Hoàng Pino sẽ cần có Facebook, Twitter, YouTube và Google Business. À, Google thì nó có phần, nó có chữ Google.
thì anh chỉ dùng 4 cái vậy thôi, anh không dùng Twitter đó, mấy icon hiện ra, sau đó là cái câu right copyright bản quyền gì đó, cái câu này, cái câu này nằm bên dưới, như vậy là đủ rồi. Đơn giản bỏ cái phần mà footer này đi, cái nền footer này đi, nó choáng website. Ok, như vậy là em đã rõ những cái yêu cầu mà anh đưa ra rồi đúng không? Với lại trên trang web này nó dở một cái, nó làm như vậy nội dung bị chật khi mà vô phần đọc miêu tả đó, thì phông chữ anh cần phải to ra một chút, và cái sản phẩm liên quan này á, là không thể để bên dọc bên này được, mà phải để cái hàng bên dưới để cái trang nó dài ra cho khách dễ coi. Sản phẩm đã xem là thứ không cần thiết ha, lừa tiêu tốn dữ liệu của hệ thống, nên anh muốn là sản phẩm liên quan show ra bên dưới, bỏ sản phẩm đã xem đi. Rồi bây giờ các em tiến hành làm được rồi.